Thưa quý vị, trước thềm giải bóng chuyền hơi nữ Truyền Hình Đồng Tháp tranh cúp SCTV sẽ diễn ra vào sáng mai. Vào chiều nay, ban tổ chức giải đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tại nhà thi đấu trường Đại học Đồng Tháp, nơi diễn ra giải đấu năm nay. Nhà thi đấu Đại học Đồng Tháp, nơi diễn ra các trận đấu đã được trang hoàng đẹp mắt hơn. Ban tổ chức đã khẩn trương hoàn thành các phần việc như kẻ sân đấu, lên market và hoàn thiện băng rôn, phong màn, áp phích, thiết kế màu sắc cho lễ khai mạc, bế mạc. Chiều nay, lãnh đạo ban tổ chức cũng đã đến nhà thi đấu Đại học Đồng Tháp để xem và rà soát lại công tác tổ chức từ sân bãi cho đến băng rôn, phong màn, âm thanh, ánh sáng và các thiết bị phục vụ cho lễ khai mạc và tổ chức thi đấu đã được chuẩn bị đầy đủ. Nhà thi đấu sẽ có 4 sân thi đấu diễn ra đồng loạt, có thể thấy mọi phần việc đã hoàn thành. Giải bóng chuyền hơi cúp SCTV năm nay thu hút 24 đội tham dự, trong đó có 10 đội ở các huyện, thành phố, cùng các sở ngành, tỉnh, trường đại học, cao đẳng và các nhóm đội ngân hàng. 24 đội được chia thành 6 bảng, đấu vòng tròn bảng, chọn 6 đội đầu bảng và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt vào vòng tứ kết. Giải đấu năm trước, đội Liên Quân Sở Khoa học Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư vượt qua Đại học Đồng Tháp trong trận chung kết để đăng quang chức vô địch. Còn năm nay, đội bóng nào sẽ lên ngôi? Mời quý vị cùng theo dõi các trận đấu để khích lệ tinh thần các vận động viên thi đấu. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp sẽ truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên bắt đầu vào lúc 7:30 sáng ngày mai. Sau đó là trực tiếp 2 trận bán kết và chung kết bắt đầu lúc 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 8. Mời quý vị đón theo dõi.